Đấu La Đại Lục phần 2 tập 854, mục tiêu đánh bại thú thần Đế Thiên, tuyệt thế đường môn. Ý niệm vừa động, sinh linh thủ vọng chi nhận đã hóa thành một đạo bích quang, một lần nữa chui vào trong vận mệnh chi nhãn. Khi mà một bạc sinh mệnh lực lấy, kích thích phu hào thân thể run rẩy mấy lần. Gần đây thực chất là sinh mệnh năng lượng, thế nhưng kích thích tinh thần lực của hắn cũng hồn lực, gần như là một bước trùng hợp. Cái loại này cảm giác nước sữa hòa vào nhau, để cho Vũ Hạo trong mơ hồ cảm thấy cái gì đó. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trên trời. Cứ việc phía trên chỉ có chuyện linh tháp cùng đính, nhưng một cái chớp mắt này cũng là hai mắt màu phẳng phất hoàn toàn trở lên thông thấu, nhìn như là nhu hòa trong mắt, dường như là có thể xuyên thấu hết thảy dường như vậy. Tất cả mọi người bị Vũ Hạo mù quáng hấp dẫn, không có người nói chuyện hoặc nào nói ra, không người nào dám nói chuyện cả. Lúc này Vũ Hạo có thể đã là tiến vào trong đến một cái cực kỳ kỳ dị ở trong trạng thái này, mà loại trạng thái này phảng phất ngay cả thời công cũng dễ tịnh dưỡng. Nhất kinh hãi, người dĩ nhiên là Đường Vũ Đồng rồi. Nàng ngơ ngác nhìn Vũ Hạo hai trong mắt này, trên khuôn mặt đẹp tràn đầy vẻ khó tin. Không thể nào, điều này sao có thể? Tại sao từ trong ánh mắt của hắn ta thật thấy giống như là đôi mắt của cha ta vậy? Hắn mới chỉ là có thất hoán, điều này sao có thể? Loại trạng thái này cũng không có duy trì thời gian quá dài. Vũ Hạo tự hồ một lần nữa cúi đầu, ánh mắt cũng bình thản xuống, nhưng chính là ở chỗ này thời gian ngắn ngủi mười mấy giây, cả người hắn phảng phất thoát thai hoán cốt một loại. Rõ ràng hồn lực cùng với tinh thần lực cũng không có tăng cường, nhưng mỗi người lại tự hồ cũng cảm giác được hắn không giống với lúc trước. Tứ đại hồn lính vẫn còn là mười mấy tuổi tiểu cô nương hình dáng tuyết đế, trong mắt dường như trở lên linh động. Nàng xoay người ôm một chút bên cạnh băng đế, tự đáy lòng rồi nói: "Băng nhi, cảm ơn người." Nói xong làng hóa thành một đạo bạch quang chui vào trong cơ thể của Vũ Hạo, biến mất không thấy gì nữa. Băng đế ngẩn ngơ theo bản năng xoay người nhìn về phía bản thân ở bên trên của thiên mộng băng tắm, hơi do dự một chút sau nhưng vẫn làm tung bay đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. "Thiên mộng, cảm ơn người." Nói xong câu đó, nàng cũng bay về phía cổ Vũ Hạo, xung nhập vào trong cơ thể của Vũ Hạo rồi biến mất. Thiên mộng băng tằm rồi lẹ đầy mặt, không biết là vì cái cảm nhận được cái gì, còn là bởi vì băng đế ôm mà cảm động nữa. Thiên mộng băng tằm tung bay đến trước mặt của Vũ Hạo, hắn không có lập tức xung nhập vào trong cơ thể của Vũ Hạo, mà là mở ra hai cánh tay ôm lấy Vũ Hạo. "Vũ Hạo, cảm ơn người, người số cuồng cho chúng ta thấy được hy vọng rồi." Nói xong hắn cũng hóa thành một đạo lưu quang, xung nhập vào trong cơ thể của Vũ Hạo biến mất không thấy gì nữa. Bát sắc huyền băng thảo nhẹ nhàng cua cua, không nói gì nhưng mà trên người của nó băng làm sắc cũng là vầng sáng rõ ràng cường thịnh vài phần, hướng về Vũ Hạo mặt chắc nhíu lại gần, sau đó tựa như vậy xung nhập vào trong cơ thể quán rồi biến mất không thấy đâu. Một màn này nhìn những người khác đều không giải thích được, chỉ có Vũ Hạo bản thân hiểu được tứ đại hồn linh tại sao phải như vậy. Đúng vậy, bọn nó thấy được hy vọng, thấy đường Vũ Hạo hướng siêu thoát loài người cảnh giới phương hướng trào ra, hy vọng tiến lên. Cứ việc hắn bây giờ vẫn chỉ là hồn thánh, nhưng mới vừa rồi một khắc kia, cùng Vũ Hạo quan hệ mật thiết bọn họ cũng là cảm nhận được. Vũ Hạo cảm thụ rõ ràng nhất, khi mà hắn cùng với sinh linh thủ vọng chỉ nhận một lần nữa xung hợp, tự thân tinh thần thể thế giới cùng với hồn lực gần như là hoàn mỹ xung hợp. Hắn phảng phất nghe được tiếng kêu gọi, không biết là từ lời nào, chẳng qua là dẫn đạo nhìn hắn về phía bầu trời cao kêu gọi. Hắn trong lúc mơ hồ phảng phất thấy được một thế giới khác mà thanh âm kêu gọi hừ vô mờ mịt, nhưng mang cho hắn một loại kỳ dị khó nói lên lời. Trong lúc bất chợt, một cỗ khó có thể hình dung kinh khủng, hơi thở ở trong nháy mắt từ trên người của Vũ Hạo toát ra. Chung quanh tất cả mọi người không khỏi hoảng sợ biến sắc, vẻ này tràn đầy bóng tối thượng, lực lượng kinh khủng hơi thở tự như là quân lâm thiên hạ, một loại trong ánh mắt lại tràn ngập. Mỗi người cũng bị cổ hơi thở này áp chế không thể động đậy. Vũ Hạo cũng giống như vậy, một tầng nước sơn đen như mực, khí lưu lặng lẽ lan tràn ở thân thể của hắn một chỗ. Da tay của hắn mặt ngoài bắt đầu có màu đen lên phiến sống dài ra, lồng lặc hắc ám khí tức quàng trong giây lát bao trùm toàn thân. Ngoại giới hết thấy tựa hồ là cũng bị che đấy, Vũ Hạo thông thấu trong mắt lập tức trở lên lờ mờ xuống. Trạng thái này rất là đột nhiên, nhưng làm cho nó đến lúc cũng là cường thế như vậy. Tối tăm trong cái kia một tiếng liên lạc bị ngang nhiên chặt đứt, Vũ Hạo trạng thái tự hồ vừa rơi xuống trở về cùng với sinh linh thủ vọng chỉ nhận một lần nữa xung hợp, giống như lúc trước phát sinh ra hết thấy cũng không có phát sinh gì quá nhiều. Bóng tối lực lượng dần dần trôi qua, biến mất, lân phiến cũng tùy theo một lần nữa thu hút rút về trong cơ thể của Vũ Hạo, hơi thở kinh khủng biến mất, hết thảy tựa hồ khôi phục lại bình thường. Vũ Hạo tựa hồ đã sớm đoán được một màn này xuất hiện. Sắc mặt của hắn rất là bình tĩnh, nhìn chung quanh mọi người hoảng sợ biến sắc, hắn mỉm cười lắc đầu rồi nói: "Ta không sao." Mà cũng ngay một khắc này, tinh thần của hắn biến chủng như là nhấc lên ngập trời gọn sóng.
Thiên Mộng Băng Thắm, Băng Đế, Tuyết Đế, thậm chí cả Bát Sắc Huyền Băng Thảo cũng phát hiện ra phát điên cuồng cầm thét. Bát Sắc Huyền Băng Thảo ở tứ đại hồn linh chung này là tu vi yếu nhất, nhưng mà trên thực tế nó trên thế giới này chẳng qua là tồn tại 1 vạn năm, được Băng Hỏa Lưỡng Nghìn Nhãn dụng rực mới tăng lên tới 10 vạn năm tu vi. Nhưng coi như là nó cũng là rõ ràng cảm thấy được lúc trước Vũ Hạo biến hóa là cơ duyên như nào. Mới vừa rồi Vũ Hạo hẳn là cảm giác được tiếng gọi của thần giới, nhưng phần này cảm ứng lại bị bất thình lình lực lượng ngạnh sang đích là chặt đứt. Liệu có phần này cảm ứng tồn tại, Vũ Hạo tương lai tìm kiếm khả năng thần cách tính sẽ là phải lớn hơn rất nhiều. Cơ hội như thế cho dù là đối với cực hạn đấu la mà nói cũng là chân như sinh mệnh. Bọn họ mới vừa rồi tại sao cảm động như vậy cũng là bởi vì bọn họ thật sự rõ ràng thấy được đi theo Vũ Hạo siêu thoát cái thế giới này không chính là ngã luân hồi hy sinh hy vọng. Nhưng phần hy vọng này lại là bị cố gắng chặt đứt, chính là thú thần đế thiên. Vũ Hạo yên lặng đứng ở nơi đó, trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên, nhưng chỗ sâu đáy mắt của hắn vẻ lạnh như băng trong nháy mắt hiện lên. Thú thần đế thiên, đúng là một cái thú thần đế thiên, nhấc lên ngập trời cuộn sóng biến tinh thần ở bên trong. Vũ Hạo từ từ hiện lên, bị tứ đại hồn linh nhấc lên ba đảo nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Tứ đại linh hồn ánh mắt cũng là đều tập trung trên người của Vũ Hạo, không lên gấp gáp. Vũ Hạo lúc này bình tĩnh, thanh âm truyền đến khắp cả biển tinh thần. Vũ Hạo, Thiên Mộng Băng Tẩm lên tiếng thở dốc 10 phần. Vũ Hạo ánh mắt đột nhiên trở lên vô cùng uy nghiêm. Không lên gấp gáp, ta có thể một lần dẫn động là có thể sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, các người tin tưởng ta sao? Tứ đại linh hồn nhìn chằm chằm vào Vũ Hạo, Bát Sắc Huyền Băng Thảo trước hết hóa thành một đạo lưu quang rơi vào trên người của hắn. Nó lựa chọn Vũ Hạo cũng không có quá nhiều hy vọng xa vời, cho nên thất vọng cũng là ít nhất. Đối mặt với Vũ Hạo, bình tĩnh áp lực vô hình làm cho nó trong nháy mắt làm ra lựa chọn. Băng Đế, Tuyết Đế, Thiên Mộng Băng Tẩm, tất cả đều nhìn Vũ Hạo. Thiên Mộng Băng Tẩm lẩm bẩm nói, nhưng cơ hội như thế rất có thể ngàn năm mới xuất hiện ra một lần. Vũ Hạo lắc đầu rồi nói, ta là hồn thánh, tựa là cũng là tìm được một tia phương pháp. Hơn nữa coi như là đế thiên hắn có thể che đậy, cũng chỉ có ta, mà không phải là thiên thần thú, cũng không cách nào che trời cá, cho nên nó hôm nay là chậm mà thôi. Nghe hắn vừa nói như vậy, tam đại hồn thú đồng thời chấn động, trong mắt cũng toát ra mấy phần khẽ vọ khó tin. Vũ Hạo uy nghiêm ánh mắt dần dần trở lên cuồng nhiệt rồi nói, hơn nữa còn có một biện pháp khác. Tam đại hồn thú đồng thời mở to hai mắt nhìn, còn có biện pháp sao? Vũ Hạo hài lắm đấm chậm rãi rất là nhanh, lấy hắn làm trung tâm biển tinh thần lần nữa sôi trào lên. Có điều lần này cũng là có quy luật sôi trào, tinh thần lực khổng lồ hiện lên toàn qua hình dáng quay chung quanh thân thể của hắn điên cuồng vận chuyển lại. Đó chính là đánh bại đế thiên. Đánh bại đế thiên, bốn chữ này nói ra rất đơn giản, nhưng đương kim thế gian vừa có mấy người dám nói ra như vậy, chỉ sợ rằng là mặt sức tưởng tượng lại có mấy người dám đấy. Thân phía dưới cực kỳ mạnh nhất, đấu la đại lục đệ nhất hung thú, thậm chí cũng rất là có thể chính là đấu la đại lục mạnh nhất tồn tại, 80 vạn năm tù vi kim nhãn Hắc Long Vương. Lấy sức một mình tựa suýt lửa tiêu diệt được cả sự lãnh các thánh, thực lực như vậy có mấy người dám cam đảm nói chiến thắng nó đấy. Thú thần đế thiên tựa hồ sớm đã đạt đến, cái thế giới này có thể có đạt tới là thực lực đỉnh cao. Nhưng Vũ Hạo thật lòng nói ra bốn chữ này, tam đại hồn thú tuy nhiên cũng cảm giác được chân thật như vậy. Lời nói của Vũ Hạo ở trong công chúng có bất kỳ cuồng vọng mùi vị, chỉ có thập phần cùng với chấp nhất. Đúng vậy, đánh bại đế thiên, đây chính là tương lai mục tiêu của Vũ Hạo. Nếu như là không nhận ra hắn, hoặc là không biết hắn kinh nghiệm như vậy, người nghe những lời này nhất định sẽ là cười đến rụng răng. Một người muốn đơn đấu đánh bại thú thần, đây quả thực là chế cười. Cho dù là trước mắt đã là biến là loài người mạnh nhất, Long Thần đấu là lòng tiểu giáo cũng tuyệt sẽ không nói ra như vậy. Càng là cường đại lại càng biết đến được trình độ nhất định tăng lên khó khăn. Thú thần đế thiên đây chính là trải qua 80 vạn năm tu luyện, cuối cùng mới đi đến lúc này cảnh giới. Nó lội tình đến tuyệt cùng đến cỡ nào thâm hậu đấy, cũng chỉ là có cực hạn đấu la kia cấp độ cường giả mới có thể suy đoán. Nhưng Vũ Hạo chính là nói ra, hơn nữa cũng không phải nói giỡn, hắn là thật tình nói như vậy. 10 năm trước, hắn vẫn còn là phủ công tước một người ngay cả cơm cũng là ăn không đủ no. Nhưng mà 10 năm sau, còn chưa tròn 20 tuổi, hắn đã trở thành một gã hồn thánh, song sinh vũ hồn hồn thánh. Tốc độ tu luyện như vậy, cho dù là ở loài người ở trong lịch sử, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn sáng tạo ra linh hồn linh, sáng tạo ra tạo dựng lên truyền linh tháp, đã trở thành loài người hồn sư trong lịch sử tấm bia to, một loại tồn tại. Tên của hắn kèm theo chuyện linh tháp tổ chức thành lập, hắn chắc chắn truyền khắp đại lục, bị các hồn sư sở trí nhớ.
Hắn có cường đại tinh thần lực, lấy thất hoàn thực lực khống chế phong hào đấu làng cấp tinh thần năng lực khác, còn có cực trí chỉ bằng cường đại tồn tại. Nhìn qua hắn mỗi một sáng cũng là gặp may mắn, nhưng chỉ có đi theo băng đế, Thiên Mộng Băng Tầm mới biết được, ở trong quá trình này Vũ Hạo bảo thân sao ra bao nhiêu. Hắn có kiên định quyết tâm như thế nào mới có thể làm được hết thảy những điều này. Từ ban đầu, cùng Thiên Mộng Băng Tầm bắt đầu dung hợp, hắn thể hiện ra thường nhân khó có thể với thực lực nghị lực này. Sau tiến vào trong sử lấy các học viện, hắn cân bằng mọi người thiên phú mà liều mạng cố gắng tu luyện. Từng bước trưởng thành, hắn đã trải qua quá nhiều đau khổ rồi. Hắn mắt nhìn yêu mến nhất là nữ nhân ngủ say, người còn lại yêu mình chỉ là nữ nhân của hắn chính là còn hiến tế. Mỗi một lần thực lực bay vọt trở về, không cõi kèm theo hàng vạn hàng nghìn gian khổ cùng với thống khổ. Nhưng hắn cùng nhau đi tới, thế nhưng tất cả đều chống đỡ xuống. Lúc này Vũ Hạo đã chân chính trưởng thành, hắn không còn là một ít gốc cây bấp ở bên trong tiểu mão nữa, mà là trưởng thành khỏe mạnh đại thụ rồi. Hắn vẫn chính là hồn thánh, nhưng không có nghĩa là dám nói trên đại lục hắn không phải là nhân vật hết sức quan trọng. Hắn là hải thần các, sẽ là trẻ tuổi thành viên nhất, là tinh đấu đại xâm lấm muốn thể hiện ra bảo vệ nhân loại, càng ngay cả chính là Đế Thiên cũng không khỏi không kéo xài chú ý, không dám để cho hắn cùng với một cái thế giới khác cầu thông cường xá. Thời điểm khi mà hắn nói ra bốn chữ đánh bại Đế Thiên, Thiên Mộng Băng Tầm, Băng Đế, Tuyết Đế, trong lòng ý niệm đầu tiên là hắn nhất định sẽ là vì cái mục đích này mà liều mạng cố gắng. Đây hết thảy nhìn qua không thể nào, nhưng thật sự là không thể nào hay sao? Vũ Hạo đã làm ra bao nhiêu chuyện, người bình thường nhìn qua chuyện không thể nào làm rồi. Bản thân của hắn cũng đã là kiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Vũ Hạo, thật xin lỗi. Thiên Mộng Băng Tầm lúc này cúi đầu, nhưng trên mặt cũng là nhiều hai hàng nước mắt.